Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Lâm Trường Vĩ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị một buổi chiều ngày thứ 3, một buổi tối ngày thứ 3 tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Chương trình Kim Cương do công ty Lâm Trường Vĩ Diamond thực hiện hàng tuần livestream trực tiếp trên YouTube công ty chúng tôi tọa lạc tại California trong thương xá Phước Lộc Thọ với 4 chi nhánh khác nhau. Số phone của công ty quý vị có thể nhìn trên màn hình là 310-968-0577. Chúng tôi có chương trình trả góp từ 6 đến 12 tháng. Quý vị muốn apply, quý vị vào đường dây link nằm ngay phía dưới phần description hoặc là trên Facebook và trên YouTube chúng tôi có đường link để quý vị bấm vào để quý vị tự apply và quý vị sẽ có approval và quý vị có thể mua bất kỳ sản phẩm nào trong chương trình ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc nhẫn kim cương độc đáo được thiết kế với những viên kim cương màu hồng thiên nhiên. Ở chính giữa là một viên hộp xoàn màu vàng 5 ly được cắt thành một viên hộp xoàn hình trái tim. Và mẫu thiết kế này ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá $1,650. Đây là một chiếc nhẫn độc đáo với những viên hộp xoàn hồng Pink Diamond được làm bằng vàng 18K. Ở chính giữa là một viên hộp xoàn màu vàng đậm Intense Fancy Yellow Diamond, đường kính là 5 ly VVS Clarity. Mẫu thiết kế này được custom design bọc hai tầng kim cương màu trắng và màu vàng và màu hồng. Tất cả sản phẩm công ty Lâm Trường Vĩ Diamond chúng tôi duy nhất chỉ bán kim cương thiên nhiên, nghĩa là Natural Diamond. Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một sợi dây lắc tay Diamond Bracelet. Và điều đặc biệt nhất ở đây chính là một viên kim cương màu hồng thiên nhiên Natural Pink Diamond. Viên kim cương đường kính là khoảng 3.5 ly. Giác cắt là cushion cut được thiết kế thành một sợi dây lắc tay. Hai bên là những viên hộp xoàn 2 ly. Tất cả là những viên hộp xoàn nước D VVS Clarity. Mẫu thiết kế này rất đặc biệt, quý vị thấy nằm ngay chính giữa là một bông hoa với một nhụy hoa bằng kim cương màu hồng thiên nhiên là 3.5 ly cushion cut. Xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly với sợi dây, cũng là những viên kim cương 2 ly nhận chấu bezel bằng vàng 18 và mẫu thiết kế này xin mời quý vị gọi vào với giá là $1,650. $1,650 trong một sợi dây lắc tay kim cương màu hồng Pink Diamond. Nạm xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly. Tất cả được thiết kế bằng vàng trắng 18K và đây cũng là một trong những mẫu thiết kế độc đáo có 102. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp.
Lâm Trụ xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế mặt dây chuyền kim cương hình trái tim. Và đây là một mẫu thiết kế được design theo những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Quý vị thấy nằm ngay chính giữa là một viên kim cương rất to. Mẫu thiết kế này giống như những thương hiệu Tiffany. Viên kim cương nằm chính giữa, đường kính là 5.5 ly, 5.4 ly, nước D Color, VSSI Clarity. Vỏ thiết kế đi vòng quanh là những viên hộp tròn vuông khoảng 2 ly. Tất cả được design là hộp xoàn nước F, nước E, VSSI Clarity bằng vàng 18. Và mẫu thiết kế này rất to, bự hơn cả đồng 25 cent. Lâm Trụ xin nhắc lại với quý vị, mặt dây chuyền này rất rực rỡ, to hơn đồng 25 cent. Và viên hộp xoàn nằm chính giữa là tới 5.4 ly. Và đặc biệt được nhận theo cháu channel setting. Và chiếc mặt dây chuyền này chúng tôi đặc biệt on sale với giá $2,800. $2,800, chỉ còn $1,930 mà thôi. $1,930 cho một viên kim cương 5.4 ly, nước E Color SI Clarity. Vỏ thiết kế đi vòng quanh là những viên hộp xoàn hình vuông 2.5 ly, VVS Clarity, được làm bằng vàng trắng 18K. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương. Đây là một kiểu thiết kế được gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là tên gọi của mẫu thiết kế này, có nghĩa là chính giữa sẽ là 3 viên kim cương rực rỡ nổi bật, với một viên hộp xoàn là 1 carat và hai bên là 4.2 ly cho mỗi viên. Đặc biệt, tất cả những viên kim cương này được cắt với 102 giác cắt. Và chiếc nhẫn này được thiết kế bằng vàng 14K và được nhận Michael Pave đi vòng quanh. $3,990, quý vị sẽ đến với một mẫu thiết kế vô cùng đơn giản nhưng rất chi tiết và sang trọng, với hai viên hộp sàn to 4.2 ly nằm hai bên, ở chính giữa là một viên kim cương 1 carat. Tất cả là những viên hộp sàn nước EVSSI Clarity. Mẫu thiết kế được design theo những thương hiệu trang sức cao cấp và được nhận xuất sắc, với những viên hộp sàn 1.5 ly. Được thiết kế theo kiểu Michael Pave, với 4 cháu đưa lên cao là 3 viên kim cương 1 carat nằm chính giữa và hai bên là 4.2 ly, với giá $3,990. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương đặc biệt, với một viên đá Natural Jelly Opal của Úc Châu. Đây là một viên đá opal rất hiếm có, bởi vì kích thước của viên đá này chiều dài là gần hơn 1 inch cho viên đá opal, với 7 sắc cầu vòng rực rỡ nổi bật. Và đây là một viên đá thiên nhiên gọi là Lightning Rich, là một cái màu đặc biệt nhất của đá opal. Và đặc biệt, mẫu thiết kế này đến từ Úc Châu bằng vàng 18. Chiếc nhẫn trị giá gần $5,500. Đây là một sản phẩm custom made. Viên đá này nặng khoảng trên 5-6 carat. Chúng tôi đặc biệt on sale ngày hôm nay chỉ còn $1,680 mà thôi. $1,680. Chiếc nhẫn được thiết kế bằng vàng 18K. Mẫu thiết kế này đặc biệt tên gọi là Jelly Opal, nghĩa là một viên đá opal trong suốt và trong veo, được thiết kế đi vòng quanh là những viên hộp xoàn baguette và hộp xoàn 2 ly. Tất cả là những viên hộp xoàn VVS Clarity, được làm bằng vàng 18. Và đây là một chiếc nhẫn vô cùng có giá trị, bởi vì viên đá opal này là một viên đá thiên nhiên. $1,680.
xin mời quý vị đến với một bộ kim cương đen gọi là Natural Black Diamond. Chiếc nhẫn cùng với một cặp bông tai. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gọi vào cho một kiểu nhẫn với một viên kim cương Natural Black Diamond có giấy chứng nhận GIA là viên kim cương 10 ly. Nghĩa là viên kim cương này nặng tương đương khoảng 3-4 carat. Mẫu vỏ được custom design đi vòng quanh là 3 tầng kim cương với những viên hộp xoàn 2 ly, 2 tầng với một đường hộp xoàn hai bên. Một lần nữa, đây là những viên kim cương 2 ly được custom design tạo thành một chiếc nhẫn Black Diamond với giá $8,850 cho một viên kim cương 3 carat. Khoảng $8,800 chúng tôi on sale ngày hôm nay với giá chỉ còn $3,650. Và cặp bông tai mỗi bên là một viên kim cương, cũng là viên kim cương Natural Black Diamond. Và viên kim cương này đường kính là 9 ly. Mỗi bên tương đương là 1.5 đến 2 carat, được làm bằng vàng trắng. Và cặp bông tai xin gửi đến quý vị giá là $2,250. $2,250 cho một cặp bông tai kim cương đen, tổng cộng là gần 4 carat. Và một chiếc nhẫn kim cương là khoảng 4 carat nằm chính giữa. Tất cả những sản phẩm kim cương ngày hôm nay quý vị đang theo dõi là Natural Black Diamond, một bộ kim cương đen thiên nhiên. Chiếc nhẫn là $3,650 và cặp bông tai là $2,250. Rất hiếm khi để kết hợp được một bộ trang sức kim cương đen đi cùng với nhau, vừa mặt dây chuyền, xin lỗi quý vị, vừa chiếc nhẫn và vừa cặp bông tai. Đây là một mặt dây chuyền mẫu thiết kế đặc biệt, được thiết kế với những cánh hoa màu tím, được design tạo thành một mặt dây chuyền rất to và lộng lẫy vô cùng. Đây là một kiểu design, ở chính giữa là những viên hộp xoàn 4 ly và xung quanh là những viên hộp xoàn 3 ly đi vòng quanh, kết hợp với đá amethyst màu tím. Đây là một sản phẩm kim cương đặc biệt, được làm từ Italy. Mẫu thiết kế này vô cùng công phu. Khi quý vị nhìn lên mẫu thiết kế này, quý vị sẽ thấy chi tiết được làm bằng tay, kết hợp giữa những bông hoa màu tím để tạo thành một mặt dây chuyền với 2 tầng kim cương, xung quanh là hộp xoàn 3 ly và chính giữa là một mẫu thiết kế kim cương là 5 ly 8 được ghép lại, 5 ly 8 hình oval. Xin mời quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này, được làm bằng vàng 18K với giá chỉ có wow. Mẫu thiết kế này chúng tôi xin đặc biệt on sale cho quý vị với giá là $1,950 mà thôi. $1,950. Chúng ta chỉ cần nói tới những viên hộp xoàn 3 ly nằm ở trên đây, 8 viên hộp xoàn 3 ly. Wow. 8 hoặc 9 viên hộp xoàn với 2 tầng kim cương và chính giữa là một viên hộp xoàn ghép lại là khoảng gần 6 ly. $1,950. Chắc chắn với quý vị mẫu thiết kế số 7 là một mặt dây chuyền có 102. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương và đá sapphire. Đây là một viên đá sapphire màu đẹp nhất với một màu green, xin lỗi quý vị, màu green navy blue. Đây là một viên đá dark blue được GIA cấp giấy quốc tế là 5 carat hơn. Một viên đá natural sapphire chiếu lấp lánh giống như một viên kim cương xanh. Mẫu thiết kế này được design trong một vỏ kim cương bằng vàng 18, trị giá của chiếc nhẫn 5 carat hơn này gần bằng như một chiếc nhẫn nổi tiếng của công chúa Diana của Anh Quốc, England. Chiếc nhẫn này giá trị là khoảng trên $14,000. Ngày hôm nay chúng tôi xin quý vị gọi vào với giá là $4,480 mà thôi.
$4,480 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với một viên đá Natural Sapphire. Và viên đá Natural Sapphire này là nặng trên 5 carat và đã được công ty quốc tế GIA Certify có giấy chứng nhận, và quý vị sẽ đến với một chiếc nhẫn đặc biệt độc đáo không có chiếc thứ hai. Chiếc nhẫn này trị giá hơn mười mấy ngàn đô la đến 20.000 đô la trở lên. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ giới thiệu đến quý vị bằng vàng 18 với giá $4,480. Xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế là một hình giọt nước. Mẫu thiết kế này được tuyển chọn những viên kim cương là 3.5 ly, 3.8 ly và 2 ly, kết lại tạo thành một giọt nước chiều dài là khoảng gần 2 đốt ngón tay, có nghĩa là gần 2 inch, 1 inch 75. Tổng cộng ở trên đây là gần 4 carat kim cương 3.5 ly. Mẫu thiết kế này quý vị đeo vào rất lộng lẫy và rực rỡ. Những viên kim cương được tuyển chọn nước F-Color VSSI Clarity từ 2 ly đến 3 ly 8, 3 ly rưỡi. Kết lại, và ngày hôm nay chúng tôi xin đặc biệt on sale mẫu thiết kế này từ $5,500. Chỉ còn, wow, $1,880 cho mẫu thiết kế này mà thôi. $1,880. Một lần nữa quý vị sẽ đến với một mặt dây chuyền kim cương giọt nước rất rực rỡ, độc đáo và rất to. Mẫu thiết kế này được kết hợp với những viên hột xoàn 3.5 ly, tổng cộng ở trên đây ít nhất là khoảng gần hơn 35 viên hột xoàn, $1,880. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương antique, mẫu thiết kế Estate Jewelry, với tổng cộng là 6 viên kim cương hình thoi, gọi là Moki's Cut Diamond. Chiếc nhẫn được làm bằng bạch kim, nghĩa là bằng platinum, với mỗi viên kim cương hình thoi là 6 ly 2, 6 ly 3. Dọc hai bên là những viên kim cương hình baguette, hộp xoắn ống, tất cả được làm bằng platinum. Đây là những viên hộp xoắn VVS Clarity. Chiếc nhẫn gọi là Eternity, nghĩa là đi gần như nguyên vòng, chỉ chừa phía sau một phần nhỏ để làm sai nhẫn. Chiếc nhẫn này tổng cộng là trên 8 carat kim cương, 8 đến 10 carat, trị giá trên $15,000. Chúng tôi giảm giá on sale ngày hôm nay với giá $3,990, một lần nữa $3,990 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương dắp cắt hình Moki's. Ở trên đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 viên kim cương đường kính là từ 5 ly 8 đến 6 ly 2. VVS Clarity, và chiếc nhẫn được làm vào những năm thập niên 40 và 50. Rất đặc biệt với thiết kế được làm bằng tay, tuyển chọn những viên kim cương hộp xoàn ống, hộp xoàn nước D VVS đi nguyên nửa vòng, nguyên một vòng cổ tay, gọi là Eternity Band. Và chiếc nhẫn này tất cả được làm bằng bạch kim màu trắng, $3,990. Xin mời quý vị đến với một cặp bông tai. Cặp bông tai này là sẽ đi cùng với chiếc nhẫn quý vị vừa theo dõi. Cặp bông tai này cũng được làm bằng tay vào những thập niên 1950 với một viên hộp xoàn 5 ly nằm chính giữa.
Viên kim cương là nước D-Color VBS Clarity, được thiết kế bằng vàng màu trắng, bằng vàng 18K. Và mẫu thiết kế này được design với những cánh hoa và treo đông đưa phía dưới. Đây là mình sẽ có là gần 20 viên hột xoàn 2 ly 2, tạo thành cặp bông tai đông đưa hột xoàn 5 ly mỗi bên, tổng cộng là 1 carat, với giá là $2,750 mà thôi, $2,750. Quý vị sẽ đến với một cặp bông tai hột xoàn nước D VVS, cặp bông tai hột xoàn 5 ly nước D bằng vàng 18, $2,750. Cặp bông tai này, quý vị có thể kết hợp với mẫu thiết kế vừa giới thiệu là chiếc nhẫn để tạo thành nguyên một bộ trang sức đặc biệt, được thiết kế bằng tay vào những thập niên 40 mấy và năm 1950 mấy. Đây là một bộ thiết kế, hoặc là quý vị có thể lựa cặp bông tai mua riêng 5 ly. Xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn vô cùng tuyệt vời. Trong chương trình ngày hôm nay, đây là một viên ruby màu đỏ, đường kính là gần 10 ly, 9 ly 9. Một viên ruby màu đỏ đậm, đỏ huyết bột cầu, và viên ruby này được GIA Certified là một viên ruby thiên nhiên, được giấy quốc tế và được custom design vòng quanh là những viên hột xoàn 2 ly. Wow, chiếc nhẫn đặc biệt vô cùng. Nói tới ruby thiên nhiên, trên thế giới chỉ có 1% kim cương và trang sức là ruby thiên nhiên, 99.9% còn lại đó là những viên ruby man-made. Chiếc nhẫn ruby này đã được GIA Certified và trị giá trên $25,000. Chúng tôi xin đặc biệt on sale ngày hôm nay với giá là $6,990. $6,990 cho một viên ruby màu đỏ, được giấy quốc tế GIA là 9 ly 9, hình oval, được nạm xung quanh là 2 đến 3 tầng kim cương hột xoàn 2 ly 2, 2 ly, được làm bằng vàng trắng. Và đây cũng là một trong những chiếc nhẫn hiếm có, và Lâm Trị Vĩ bảo đảm với quý vị, khi quý vị sở hữu những sản phẩm trang sức đặc biệt do công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị, quý vị sẽ thấy được giá trị của những sản phẩm này sẽ mắc hơn gấp 2 đến gấp 3 lần. Và đôi lúc có những mẫu thiết kế quý vị sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu trên thị trường. Chúng tôi xin mời quý vị apply cho chương trình trả góp từ 6 đến 12 tháng không tiền lời. Đây là một chương trình kim cương rất đặc biệt mà công ty chúng tôi phải làm việc với hệ thống nhà băng để quý vị có thể mua trực tiếp. Quý vị có thể vào đường dây link nằm phía dưới trên YouTube và trên Facebook của Lâm Trị Vĩ là Lâm Trị Vĩ Diamond. Quý vị đăng ký, subscribe và follow, và quý vị bấm vào đường link phía dưới để apply. Và xin quý vị liên lạc trực tiếp, số phone là 310 968 0577. Xin mời quý vị đến với một bộ ngọc trai. Đây là một bộ ngọc trai đặc biệt với hai màu sắc khác nhau là ngọc trai Tahitian Pearl và ngọc trai South Sea Pearl. Mỗi viên ngọc trai đường kính là gần 13 đến 14 ly. Chiếc vòng kim cương được thiết kế với 3 đường hộp xoàn và hai bên là hai con bướm bướm. Được thiết kế hộp xoàn 1 ly 8. Design với hai viên ngọc trai, và mẫu thiết kế này được thiết kế chiếc vòng và đi cùng với một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được làm với một viên ngọc trai, cũng là viên ngọc trai Tahitian Pearl. Tuy nhiên, quý vị có thể thay đổi bất kỳ màu ngọc trai, quý vị muốn màu trắng hết cũng được, hoặc là màu đen hết, hoặc là vừa trắng vừa vàng. Chúng tôi sẽ thay cho quý vị với giá khác biệt của những viên ngọc trai mà thôi.
Chiếc vòng xin mời quý vị gọi vào với giá là 2.490 đồng. Và chiếc nhẫn ngọc trai xin quý vị gọi vào với giá là 1.250 đô la. Và đặc biệt on sale 1.150 đô la. Một lần nữa 1.150 đô la. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng 14K. Chiếc nhẫn kim cương ngọc trai màu đen, hoặc là quý vị có thể thay vào bất kỳ viên ngọc trai nào. Đường kính của chiếc nhẫn là 12 ly. Còn chiếc vòng kim cương và được thiết kế hai con bướm bướm và hai viên ngọc trai với giá 2.490 đô la. Đây là một bộ ngọc trai rất sang trọng, độc đáo, thiết kế gần giống như những mẫu thiết kế nổi tiếng của thương hiệu Mikimoto trên thế giới. Ngay sau đây, Lâm Trụy mời quý vị đến với một bộ kim cương số 16. Đây sẽ là một mẫu thiết kế đặc biệt nhất mà quý vị chưa từng thấy qua. Một viên đá màu vàng. Viên đá này là Golden Barrel. Golden Barrel tên gọi là một viên đá của Emerald màu vàng. Và viên đá này nặng là khoảng gần 15 cho đến 20 carat. Đường kính là gần 17 ly, giác cắt là cushion cut và được GIA certified là một viên đá natural golden barrel. Đây là một viên đá hiếm có nhất mà quý vị chưa từng thấy, với một màu vàng thiên nhiên. Và viên đá này sẽ được chúng tôi đặc biệt giới thiệu đến quý vị đi vòng quanh được nạm kim cương 1 ly 8 bằng vàng trắng 14K. Mặt dây chuyền này xin gửi đến quý vị giá là 2.490 đô la. Và sợi dây chuyền chúng tôi bán riêng là những viên hộp xoàn khoảng 3 ly. Và sợi dây chuyền này là kiểu Diamond Station, là những viên hộp xoàn đi cách khoảng. Mẫu thiết kế này sẽ mời quý vị gọi vào với giá là 1.150 đô la cho sợi dây chuyền. 2.490 đô la là mặt dây chuyền Golden Barrel. Và mặt dây chuyền này được thiết kế với một sợi dây 1.150 đô la. Chắc chắn là một bộ kim cương mà quý vị sẽ chưa từng thấy, bởi vì viên đá Golden Barrel này vô cùng quý hiếm và đặc biệt hơn hết, với kích thước là trên 15 đến 20 carat. Xin mời quý vị đến với sản phẩm số 18. Đây là một chiếc nhẫn kim cương và được thiết kế bằng ruby màu đỏ của Burma. Natural ruby Burma đến từ mỏ Miến Điện bằng vàng 18, được thiết kế 10 cánh hoa. Tổng cộng ở trên đây quý vị sẽ có là hơn 50 viên ruby và kim cương, tạo thành những cánh hoa ruby màu đỏ rực rõ và chiếu lấp lánh. Đó là sự đặc trưng của đá ruby đỏ. Và chiếc nhẫn này kích thước to hơn đồng 25 cent. Những cánh hoa được đưa lên cao và nổi bật với những đường viền kim cương ruby vàng 18. Và chiếc nhẫn trị giá là 8.500 đô la. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào với giá là 2.950 đô la. 2.950 đô la. Tổng cộng là hơn 15 carat đá ruby màu đỏ của Burma làm lên chiếc nhẫn kim cương ruby đỏ đặc biệt với 10 cánh hoa. Mỗi cánh hoa được thiết kế design với hơn 15 đến 20 viên ruby màu đỏ. Wow, một chiếc nhẫn đặc biệt vô cùng. Xin mời quý vị gọi vào số phone trên màn hình là 310-968-0577, sản phẩm số 18, 2.950 đô la.
Wow, xin mời quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương màu vàng được GIA Certify là một viên hộp xoàn nặng là gần 3 carat, chính xác là 2.52 carat cho một viên kim cương màu vàng thiên nhiên xuất sắc về độ trong suốt. Và chiếc nhẫn kim cương này màu vàng đậm nổi bật, được viền xung quanh là những đường hộp xoàn hồng. Và đặc biệt hơn hết, khi quý vị nhìn vào vỏ kim cương này, tổng cộng hơn 4 carat kim cương để làm lên một chiếc nhẫn với những viên hộp xoàn 3.5 ly hình Morkis, nghĩa là hình thoi, và hình pear shape, nghĩa là hình giọt nước đi vòng quanh để đưa lên cao và nổi bật là một viên hộp xoàn màu vàng đậm. Chiếc nhẫn này được GIA Certified bằng vàng 18. Quý vị có thể đeo thành chiếc nhẫn hoặc quý vị có thể đeo thành mặt dây chuyền, nó gọi là conversion ring. Mẫu thiết kế được design bằng một công ty, được thiết kế do một thương hiệu nổi tiếng của Italy design bằng vàng 18. Chiếc nhẫn trị giá là $38,500. Một lần nữa, $38,500. Chúng tôi xin on sale ngày hôm nay với giá là $16,500. Quý vị đang theo dõi là một chiếc nhẫn kim cương màu vàng nặng gần 3 carat. Chiếc nhẫn này nặng chính thức được GIA Certified là 2.50 carat và nặng xung quanh là hơn 3 carat đến 5 carat kim cương hộp xoàn 3.5 ly. Tất cả là nước D VVS Clarity với giá $16,500 cho chiếc nhẫn đặc biệt này. Tất cả sản phẩm công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay là những sản phẩm được lựa chọn, tuyển chọn vô cùng xuất sắc, công phu. Chúng tôi xin mời quý vị tham gia những chương trình livestream trực tiếp hàng tuần vào ngày thứ 3, thứ 5 vào lúc 5 giờ và ngày Chủ nhật. Xin mời quý vị thứ 3, thứ 5 và Chủ nhật lúc 5 giờ California Time. Quý vị có thể vào apply chương trình trả góp. Quý vị có thể mua trực tiếp bằng thẻ credit card. Quý vị nhắn tin cho chúng tôi số thẻ và địa chỉ shipping. Chúng tôi ship hàng đi từ 2 đến 5 ngày. Quý vị sẽ nhận được có chữ ký, signature và insurance. Tất cả sản phẩm một lần nữa là kim cương thiên nhiên. Chúc tất cả quý vị một buổi tối thật nhiều điều hạnh phúc. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình livestream vào tối ngày thứ 5. Xin chào tạm biệt.